Xin chào, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Ngọc. Đây là một bài hát đối với Ngọc rất là ý nghĩa về cái lời của nó. Thì cái lời của nó đại khái như là trong cuộc sống thì có những người họ đi tìm kiếm giàu có, quyền lực hoặc là sự nổi tiếng. Nhưng mà nếu như mà không có tình yêu thì những điều đó cũng trở nên vô nghĩa. Đó là lý do tại sao Ngọc thích bài này và chơi bài này, mặc dù nó rất là cũ rồi, của Alicia Keys. Và mong là mọi người cũng thích bài hát này và sẽ ủng hộ cho Ngọc bằng cách là like và share video cũng như là đăng ký kênh YouTube của Ngọc. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa rồi của Ngọc. Và nếu như mọi người thích video này hoặc là có những cảm nghĩ gì sau khi xem video thì hãy để lại bình luận ở bên dưới. Đừng quên để lại nút like hoặc là share video, hoặc là nhớ là giúp cho kênh được phát triển hơn bằng cách là đăng ký, bấm vào nút đăng ký ở dưới này để có thể xem thêm nhiều cái video mới của Ngọc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.